Tại UEFA Nations League, Barcelona liên tiếp trong hàng thủ đã khiến Tây Ban Nha để thua Croatia 2-3, qua đó đứng trước nguy cơ để tuột mất tấm vé vào chơi trận bán kết. Thua Croatia nhưng với 6 điểm trong tay, La Roja vẫn đứng đầu bảng 4 nhóm A. Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay tại vòng bảng nếu trận đấu cuối cùng bảng 4 giữa Anh và Croatia có kết quả thắng thua. Trong khi cuộc đấu sức giữa Anh và Croatia sau đây 2 ngày sẽ quyết định tấm vé vào bán kết. Ở một trận đấu khác, Bỉ với chiến thắng thứ 3 liên tiếp đã vươn lên dẫn đầu bảng 2 tại League A và họ chỉ cần một điểm ở trận đấu cuối cùng với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 11 tới sẽ chắc chắn giành vé dự vòng chung kết. Iceland xuống League B với 4 trận toàn thua. Mặc dù có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, nhưng với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, Đức đã dễ dàng chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Nga. Phút thứ 8, cổ xe tăng cụ thể hóa thế trận lấn lướt trước đội khách bằng bàn mở tỷ số. Leroy Sané là người đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi của Serge Gnabry. Phút 25, Đức được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Antonio Rudiger bật cao đánh đầu nhưng bóng không đi vào cầu môn mà tìm đến vị trí của Niklas Soler. Cầu thủ này nhanh chân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Phút 40, Đức tổ chức một đợt tấn công ở trung lộ. Kai Havertz có đường chọc khe thông minh để Serge Gnabry bứt tốc đối mặt với thủ thành Andre Lunap. Tiền vệ sinh năm 95 đã có cú dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 3-0 cho Đức. Chuyển sang một trận đấu giao hữu đang chú ý khác, Anh đã chơi một trận tuyệt hay trước Mỹ và có được chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tam Sư đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 25, Dele Alli thu hút các hậu vệ Mỹ ở góc trái rồi nhả ngược bóng để Jesse Lingard tung cú cứu lòng tuyệt đẹp. Chỉ 2 phút sau, Tam Sư lại có cơ hội nhân đôi cách biệt. Giữa vòng vây một rừng các cầu thủ Mỹ, Jadon Sancho vẫn bình tĩnh dừng bóng và quan sát trước khi đẩy bóng đúng nhịp băng lên của Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ của Liverpool tung một cú sút căng như búa bổ ở góc hẹp để đánh bại thủ thành Brad Guzan lần thứ 2. Có được hai bàn dẫn trước, Gareth Southgate bắt đầu có những sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Đúng với tính chất của một trận đấu tri ân, Wayne Rooney đã được tung vào sân vào phút 58 để thay Jesse Lingard và nâng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của anh lên con số 120. Phút 77, sau nhiều nỗ lực bất thành, Wilson đã có bàn thắng bỏ túi cho riêng mình từ đường căng ngang khó chịu của Fabian Duff. Wilson chạy chỗ các mặt khôn ngoan trước khi tung cú sút ấn định tỷ số 3-0 cho Tam Sư. Thắng trận giòn giả, Rooney coi như đã khép lại sự nghiệp trong mùa áo tuyển Anh với những ký ức tuyệt đẹp. Với Gareth Southgate, ông cũng hài lòng với những sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ và sẵn sàng hướng đến trận đấu then chốt gặp Croatia sau đây 2 ngày. Đêm nay và rạng sáng mai, sân cỏ thế giới sẽ sôi động với rất nhiều trận cầu hấp dẫn. Brazil chạm trán Uruguay tại London. Người hâm mộ cũng nóng lòng chờ đợi màn đối đầu rất chú ý giữa Neymar và Luis Suarez, người đồng đội cũ của anh tại Barcelona. Ở đợt tập trung hồi tháng 10, Luis Suarez đã không tham gia vì chấn thương. Kết quả, Uruguay đã phải nhận hai trận thua trước hai đại diện châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng tất nhiên, huấn luyện viên Tite và các học trò không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ, nhất là khi Suarez đã tái hợp với Edinson Cavani. Ngược lại, Selecao mới là bên có phần lo ngại bởi đợt tập trung này họ không có những nhân tố quan trọng như Marcelo, Casemiro hay Philippe Coutinho. Tin xấu đã đến với Real Madrid khi trung vệ đội trưởng Sergio Ramos đã dính chấn thương trong trận đấu với Croatia tại Nations League. Trang Twitter của đội tuyển Tây Ban Nha xác nhận trung vệ của Real Madrid sẽ rời đội tuyển và không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo gặp Bosnia. Đây là một thông tin buồn với cả tân huấn luyện viên Santiago Solari. Ramos đã gia nhập danh sách bệnh binh dài rằng rặc của Los Blancos như Marcelo, Carvajal, Varane, Casemiro hay Nacho Fernandez. Theo Don Balón, Lionel Messi đã yêu cầu đội chủ sân Camp Nou chiêu mộ Mohamed Salah ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo 26 tuổi đã giành danh hiệu vua phá lưới Premier League và đưa lữ đoàn đỏ lọt vào trận chung kết Champions League. Ở mùa giải năm nay, chân sút người Ai Cập đang có phong độ khá tốt. Anh ghi được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Những màn trình diễn tuyệt vời của Mo Salah đã giúp Liverpool cạnh tranh quyết liệt với Man City cho cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Khó khăn lớn nhất với Barca trong thương vụ này là phía Liverpool không dễ dàng gì bán ngôi sao số 1 của họ. Phương án khả dĩ nhất của Barca ở thương vụ này có lẽ họ sẽ dùng Dembele để làm mồi nhử khi cầu thủ người Pháp cũng đang muốn ra đi và Jurgen Klopp cũng rất thích cựu tiền đạo của Dortmund. La Tercera, tờ báo nổi tiếng tại Chile cho biết sau buổi tập chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Costa Rica và Honduras, Alexis Sanchez đang ngồi lặng lẽ bất động trên ghế, không tham gia vào các trò chơi tập thể cùng các đồng đội. Anh ngồi lì trong suốt 30 phút. Cách hành xử bất thường của Alexis Sanchez là do tuyển thủ người Chile bị tổn thương tâm lý ở Manchester United. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Sanchez đã thất bại trong việc chứng tỏ tài năng nên anh bị chỉ trích rất nhiều và được cho là đang tìm đường rời khỏi United. Ở mùa giải này, Premier League vẫn chưa sử dụng công nghệ VAR. Mặc dù vậy, FA đã đưa VAR vào các trận đấu tại Carabao Cup, FA Cup và thu được không ít kinh nghiệm. Sau cuộc thảo luận nghiêm túc kéo dài cả ngày hôm qua,
các câu lạc bộ tại Premier League đã đồng ý về nguyên tắc sử dụng VAR bắt đầu từ mùa giải năm sau. Theo truyền thông Anh, các cơ quan quyền lực của bóng đá đang cố gắng tối ưu hóa VAR, bao gồm cả việc truyền tải đến khán giả trên sân và khán giả xem truyền hình rõ ràng nhất khi đưa vào sử dụng. Sau khi chấm dứt mối tình 5 năm với siêu mẫu người Nga Irina Shayk vào đầu năm 2015, Cristiano Ronaldo phải mất đến hơn 1 năm để có thể tìm được người tình mới, đó là Georgina Rodriguez. Cô vốn chỉ là một nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại ở Madrid khi gặp Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha đã trúng tiếng sét ái tình và gắn bó với cô nàng suốt 2 năm qua bất kể sóng gió. Ngày hôm qua, Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi quyết định gắn chặt cuộc đời với Georgina bằng cách cầu hôn cô nàng. Theo tờ báo nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha, Corriere della Mania, thì Ronaldo đã cầu hôn Georgina bằng một chiếc nhẫn kim cương tại London, Anh. Lễ cưới của bộ đôi đình đám này dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trên Instagram cá nhân, Georgina đã khéo léo khoe chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo. Sau bao nhiêu bến đổ thì cuối cùng anh chàng cũng đã quyết định dừng chân bên cô nàng xinh đẹp sinh năm 94 rồi. Chúc anh chị sẽ mãi hạnh phúc như vậy.